Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay mình giới thiệu bác tiếp tục một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, cũng là hiệu rất là tên tuổi trong dòng xe đạp thể thao Precision, mang thương hiệu Mỹ. Và các bác thường thấy dòng Precision này là cái model của xe thường xuất hiện trên những cái dòng xe của Nhật bãi. Thì đây là một chiếc xe Precision Nhật bãi bên em mới về, độ mới còn rất là đẹp các nhá. Nếu mà về đánh giá tổng thể khách quan thì em đây cũng một chiếc Precision Nhật bãi đẹp so với những cái dòng xe Nhật bãi em đã từng gặp trước đây mà em đã về. Với tông màu đỏ mận các bác nhá, chứ không phải đỏ cờ đâu, đây là màu đỏ mận. Trên ánh sáng nó hơi sáng một chút thôi. Xe còn rất là đẹp. Bây giờ xin mời các bác có thể dùng cái chiếc xe ra. Vâng, thì rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe Nhật bãi. Thì đây em về một chiếc xe Touring mang thương hiệu đến từ Mỹ, Precision. Thì đây cũng là một cái mẫu dòng cơ bản của dòng xe Touring. Khung nhôm aluminum 6061. Cũng là hợp kim nhôm cao cấp dòng xe đạp thể thao. Tuy là một xe Nhật bãi nhưng mà không tránh khỏi về vài vết xước sát, nhưng mà để đánh giá tổng thể khách quan thì đây cũng là một chiếc xe đẹp trong dòng Nhật bãi rồi. Vì cái lớp sừng của nó rất là đẹp. Mà cái màu của nó rất là bắt nữa. Màu là màu đỏ mận, chứ không phải đỏ cờ đâu. Trên ánh sáng cái màu nó một thực tế nó hơi đậm một chút so với màu trên video. Đỏ mận Precision đến từ thương hiệu Mỹ và đây là một dòng xe Nhật bãi. Và cho bác yêu thích những dòng xe thương hiệu Mỹ mà dòng Nhật bãi thì lai em về một chiếc đây. Lớp sơn còn rất là đẹp các nhá. Thường thì những dòng xe Nhật bãi thì không tránh khỏi một vài vết xước trên khung xe rồi. Nhưng mà xe đây bác nhìn này, độ lớp sơn của nó rất là mới. Tuy vài một cái xước nhỏ trên khung nó không tránh được. Đấy, tem xe Nhật bãi đâu nhá. Tem xe đây. Tem Nhật bãi vẫn còn trên khung. Đấy, bác nhìn cái lớp sơn của nó. Tuy có một vài vết xước nhỏ thôi, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể của xe cả. Rất lâu rồi em mới về một chiếc dòng Touring Nhật bãi mà được đẹp như vậy. Model Precision đến từ thương hiệu Mỹ. Cổ phốt ghi đông nhôm. Với bản theo xe. Xe được trang bị với tay nắm cao su, cầm rất là êm, tay nắm cao su đúc. Bản to, có thể tì tay, đi có thể đỡ mỏi trên cung đường phố hoặc khu chung cư. Xe trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cũng như mọi thông số khác của dòng xe Nhật bãi, xe sử dụng với cụm phanh V. Càng với bản theo xe kết hợp với cái một tông màu đỏ đen. Vành nhôm hai lớp. Đây, xe trang bị với cái bộ cam rất là sáng bóng, cam inox. Giúp cho các bác đạp trời mưa gió thoải mái không nhá, không sợ han gì. Những vết bụi trên xe bác chỉ cần lấy cái miếng mút hoặc là miếng vải lau qua cái là sạch ngay, rất sáng và bóng này bác nhìn rõ. Lốp Vulalo. Kích thước lốp 700x23C. Model Precision Mark it for me. Các bác nào yêu thích những dòng xe Nhật bãi thương hiệu thì đây là một chiếc xe rất đáng để mua các bác nhé. Độ mới cao, giá thành rất là tốt. Cụm phanh thì được điều chỉnh, cái cụm phanh V phía trước có cái miếng xoay gạt, các bác tùy chỉnh hai bên. Đó là nguyên bản cho xe. Đùi đĩa chính hãng của Shimano Tuleta X, trang bị 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano. Củ đề sau là củ đề Shimano Tuleta X, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen. Các bạn về nguyên bản cho xe này, có đèn này. Đèn này thì em gắn vào tặng cho các bác khi mua kèm theo xe cùng những tông màu đỏ Nhật bãi đấy. Đằng sau trang bị cam inox này, nhìn rõ rất sáng và bóng luôn. Cam này các bác đi rất là sáng nhá, rất nổi xe. Các bác nào yêu thích dòng Nhật bãi thì đây là một chiếc xe mà em đánh giá đáng để mua.
thương hiệu cũng rất là tên tuổi, thương hiệu Precision. Mà xe rất là mới, tuy là Nhật bãi thôi, nhưng mà cũng xe cũng là lo so với Nhật bãi cũng là đẹp lắm rồi. Bedan này, bedan của nó chính hãng nguyên bản cho xe. Bedan nhựa, nhựa đúc đúng không? Không phải bedan nhôm đâu, bedan nhựa, dùng rất là bền, Nhật bãi. Bây giờ xin nói chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe anh xem đâu là size 51. Khi các bác cao trên 1m63 trở lên. Trên 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Trang trang bị với 8 tầng lip, lip đen Shimano. Tâm e-lock rất sáng và bóng lên lip này. Vâng, rất trơn tru mượt mà xuống lip. Thế phải em là đùi đĩa của Shimano, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Cũng rất là hiếm khi em về những dòng xe Nhật bãi. Thì hầu như những cái xe Nhật bãi em về đều những dòng xe Nhật bãi em là tuyệt chọn. Vì xe Nhật bãi thì em phải chọn những xe có độ mới cao hơn, không xước sát nhiều đâu, độ mới cao hơn một chút. Và cũng sẽ có được thương hiệu. Vâng, em vừa đã tổng thể xong chiếc xe Precision thương hiệu Mỹ. Và đây là chiếc xe Nhật bãi bên em mới về. Xe độ mới cũng rất là cao. Và xe giá tốc bên em là 6 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con tương liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký hoặc theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn ở trên ngày mai.